Trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai, bài toán với Đức là làm thế nào để phá được cách kiểm soát bóng cực kỳ tốt của hàng tiền vệ Tây Ban Nha. Tinh thần sẽ là vũ khí cực kỳ quan trọng với Đức. Huấn luyện viên Hansi Flick hiểu điều này và ông đang nỗ lực giúp các cầu thủ tìm lại được sự cân bằng, quên đi trận thua Nhật Bản và bước tiếp vào trận chung kết sớm với Tây Ban Nha. Trận đấu ngày Chủ nhật là một trận lớn và thực sự chẳng có ích gì khi nghĩ theo hướng tiêu cực. Dĩ nhiên ở trận đầu chúng tôi chơi không tốt, ai cũng hiểu như vậy. Và giờ chúng tôi ngồi đây nếm trải nỗi buồn, nhưng chúng tôi đang hướng về trận đấu sắp tới. Trong khi đó, trận thắng với cách biệt lớn 7-0 trước Costa Rica đang mang lại lợi thế không nhỏ cho Tây Ban Nha cả về mặt điểm số lẫn tinh thần trước trận cầu đỉnh của bảng E trước Đức ở lượt trận thứ hai này. Tuy nhiên không vì thế mà toàn đội chủ quan, bởi họ muốn giành chiến thắng ở trận này, bởi như vậy họ sẽ là cái tên tiếp theo góp mặt ở vòng sau. Vâng, chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu với Đức để đảm bảo sẽ lọt vào vòng 16 đội. Đây là mục tiêu của chúng tôi. Trận đấu rạng sáng mai là lần thứ 5 Tây Ban Nha gặp Đức tại World Cup. Ở lần gần nhất gặp nhau tại Nam Phi năm 2010, Tây Ban Nha hạ Đức ở bán kết, sau đó đánh bại Hà Lan để vô địch. Còn tại chung kết Euro 2008, Tây Ban Nha cũng đánh bại Đức với cách biệt tối thiểu nhờ pha làm bàn của Fernando Torres. Trận đấu giữa Đức và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 28 tháng 11 tại sân Anfield.